Chào anh em Chúc anh em xem video vui vẻ nhé Hôm nay với số vốn 50k mình sẽ vào chơi cũng như kiếm tiền trên con game Kawin này ạ Hãy hy vọng hôm nay sẽ may mắn với con Kawin này nhá. Bảo sóc với 50k không biết có may mắn hay không này Anh em nào mà chưa tải game thì link tải với linh nhận cốt miễn phí Mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Lè là cái chắc rồi Đấy, ba độ kìa. Vãi nhỉ. Mới vào về bắt đỏ cơ à. Được đấy. Mình thấy con uh, cà win game bài uh, đổi thường nạp thường cũng uy tín mà anh em. Lẻ tiếp nhá Để xem quả này nó chả lẽ nó về bắt trắng anh em. Vẫn bắt độ kìa. Mình thấy anh em đánh bạc trắng quá trời mình sờ nó về bạc trắng tiếp kìa. Vẫn bà đỏ nhá. Được tiếp anh em ạ. Đúng vào con ca win này ăn non ngày 500 một củ quá dễ luôn anh em ơi. Hai lẻ vẫn lẻ tiếp nhá. Chắc lại về ba đỏ tiếp đây. Ăn đủ. Hai đỏ kìa. 33 ba mươi ba kia mày thế nhỉ mày qua mới mất có ba mươi ba nhỉ đang còn à, ít vốn chơi lẹ tiếp nhá mày à, mất lẹ bây giờ cũng phải lấy lại từ lẹ thôi anh nga ở đâu thì dậy ở đó anh nhậu đủ quả này về bạt trắng rồi kìa về bạt trắng kìa hay nhỉ mình thấy con ca uh, win này uh, càng ngày kiếm tiền càng dễ anh em ạ. À, từ đầu năm tới giờ uh, tuần nào mình cũng thấy ca uh, win có sự kiện khủng các anh em ơi. À, sắp tới uh, cuối tuần này thứ bảy này có sự kiện khủng nữa này anh em. lẻ tiếp nhá. quá ngon. À, hết uh, thứ bảy lại tới uh, lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 nữa này anh em. lễ lớn như thế này chắc uh, Cả win sẽ quá hốt luôn này ạ. Mới vào quất mấy tài như thế là quá ngon rồi này thì không bè qua chắn thì mới là đấy Chắn là cái chắc anh ạ Đấy theo như kinh nghiệm này, Chiến trường là Bè qua chắn quá thành công Nó phải thế chứ Đủ Hai lệ một chắn cơ chơi qua chặn nữa nha. trời lớn luôn bạn liều thì mới ăn nhiều đấy hai đọ tiếp kia rực rỡ chưa bắt cầu như thế đã ngọt chưa nhé chắc mình ra vào lại thôi anh em ơi quất bốn năm tay thóng thế là quá ngon rồi ra vào lại chứ không nên ngồi một bàn quá lâu anh em chốt một bàn lên hãi cụ tứ là quá ngon rồi Hãy sang bàn này quất thái cụ tứ nữa là Quá chuẩn luôn Lẻ nhá Bàn mới cứ phải lệ thôi Còn bà nó cái hai độ kìa Vái nhỉ hay lúc nãy mình vừa mới ăn chẵn nhỉ ở bên cái ăn chán qua bên này nó vẫn chẵn kìa được đấy để xem quả này nó có về nữa không nhá chắn tiếp nhá này về chắn tiếp này rồi hai đỏ tiếp nhá lại hai đỏ nữa anh em lấy lại tám trăm ở bên kia rồi quá ngọt ngào Ây, chào anh em chúc anh em xem video vui vẻ nhá chúc anh em may mắn thắng lớn nhá anh em làm mà chưa tại game thì linh tài với linh nhận cốt miễn phí mình ghi mở bên dưới phần mô tả với phần bình luận đấy nhá Đù Vãi thật Quá đen cho 600 trăm này em Nó lại bẻ cầu lẻ mất rồi Hãy quả nào tự tin đi chơi tất tay đớp anh em Hãy quả nào mà không tự tin đi chơi nhẹ nhàng Mấy trăm thôi quá này thì lẻ này Lẻ Mình tính chơi lớn lẹ luôn đấy anh em ạ Đấy Mình tính chơi lớn luôn mà vào không kịp luôn đấy Tiếp nhá. Các quả này mình chơi tất tay qua chắn này mình chuồn đây nha mọi. này là chắn cái chắc này. Mình chơi tất tay qua chắn này nữa rồi mình chuồn anh em mọi. Không nên chơi quá lâu anh em. Sắp tới 30 tháng 4 mong 1 tháng 5 rồi. Lại cuối tuần nữa anh em. Đấy, bốn trắng kia. Quá ngọt ngào anh em ạ. Quá xịn xó nhá. Chắc mình nghỉ đây anh em ạ. Và vốn k bây giờ x100 thế là quá rực rỡ rồi. cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha. Chúc anh em may mắn với con ca win 68 này nhá.